Mày nhặt đi. Anh nhặt đi. Sau khi lượn vòng quanh đồng mọi người, chỉ có mỗi cái khu này có. Thôi bây giờ nó ốc nổi rất là ít. Còn bây giờ mình phải lọc bỏ ra cái ốc biêu vàng. Đây, con ốc biêu vàng này. Con ốc biêu vàng này, mõm nó này. Thấy chưa? Con này phải ốc biêu vàng không? Đấy là ốc nhồi. Ốc biêu vàng mõm nó dài này, đây. Con ốc, này cũng dài đấy. Ốc nhồi nó sẽ tịt như này hoặc là nó sẽ dài nhưng mà nó kiểu khác. Đấy. Ốc nào cũng ăn kéo. Được. Bỏ ốc biêu vàng đi không, không ăn đâu. Ăn tất rồi. Ăn tất thì mày nướng riêng mà ăn. Không, đấy. Em cũng ăn rồi. Đây. Đấy. Đấy, chúng lượng vào nhá. Ôi. Đấy. Đấy đi. Nhưng mà con nhỏ thôi. Mấy con này ăn ở thì cứ nướng cả đấy nhá. Thế mày mày rửa đi nhá để anh lấy đồ hôm nay mình nướng sẽ á. Ờ, ta về lấy ít xả với ớt. À, bọc. Bọc đất với lá chuối nướng. Anh lại làm chẳng một không, bọc. Không, được, được. Anh cho vào nồi mà luộc. Luộc cái gì? Mày rửa đi nhá, con nó nhiều mùn lắm này. Đấy, nếu mà có thời gian thì phải ngâm nó nữa để cho nó nhả cái kia, nhưng mà không cần thiết. Rửa đi nhá. Rửa. Ok. Rửa đi. Để em mang xuống chuối em rửa. Đây con ốc biêu. À, ốc nhồi. Ừ. Con nào cũng nhồi, con nào cũng biêu. Ờ. Đấy đi, để tao lấy xả với ớt nhá. Toàn bộ ốc nhồi. À đấy, vẫn chưa lọc hết. Nhưng lúc nãy em bị biển cắn đấy. Lấy đâu ra biển ấy, chết hết rồi còn đâu. Để lại một số con ốc nhồi để tí nữa cho Mao Đệ nó ăn này. Đấy. Mày hơ lá chuối đi, hơ lá chuối đi. Hơ lá chuối đi. Rồi. Đấy. Anh nhìn cắn lười. Cho mặc dù nó sẽ không ngấm được vào đấy nhưng mà mình cứ ướp cho nó thơm mọi người ạ. Nó sẽ cực thơm. Hơ lá chuối để cho nó dẻo dẻo. Hơ lá chuối để cho nó dẻo lá chuối. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 thơm cực kỳ luôn. Chắc chắn mọi người thấy mùi xả chưa? Nếu mà đập ra đấy thì đang thử xem là nướng kiểu này xem nó ngon không. Đấy xong rồi chảy ra. Rồi thế thôi. Ai có con? Ai có con? Mày ngu thế. Đưa đây. Nó thông theo cái lưỡi thông, này. Thông cái mông cho ghẻ. Cái mắt được cái gì nên hồn. Cái mắt hay là bị chú đấm. Cái mắt. Đây. Để ra. Đấy, xào. Anh xào ớt à? Mọi người sẽ thấy một món kinh điển. Anh em mình xào lên cái nồi đi. Ngon chưa? Xào lên cái kinh điển. Hả? Anh em mình xào ở chậu đấy đây. Đó, đưa đây, đưa đây. Ừ, hay cho cả chậu lên xào. Xào đi. Có đừng được được. Xào ngon. Không. Nhanh lên. Cứ từ từ, Hà Nội không vội được đâu. Đâu làm mất thì dở ấy. Chế biến luôn. Chế luôn. Ừ. Đây gọi là sẽ là món ốc nhồi bọc. À ốc, ốc không lối thoát. Đấy. Giờ phải để vào đây đã. Anh ơi, nhìn em đặt xuống này. Đó, đưa đây, đưa đây. Đây, nhiều đấy. Mọi người đã thấy thơm chưa? Đấy. Cả ốc nhồi, cả ốc biêu luôn. Tuyệt vời chưa? Nhìn đã thấy hấp dẫn rồi. Nào mày trợ giúp tao bọc nó lại. Bọc quá. Có cái nướng ở đây không anh? Đốt 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 thêm cái này đi. Để em nướng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, dịch kỳ cả 2 Hấp đề xe. Không cần, không cần, đủ rồi. Đấy. Thế thì anh bảo em đốt rất nhiều này làm gì? Cho mày có việc mày làm. Ừ. Thiếu cửa này. À, là chỗ này thì nó để làm mâm nhỉ. Ừ. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Mà đồng mình thiếu là chuối à? Nhưng mà đi lấy mệt. Anh bảo em xuống tận dưới kia để lấy. Ừ.
mày đánh đuổi cái ủi ấy. Mày chăm chỉ em quá. Em rửa cái này nhá. Xong rồi em lại còn đi lấy lá chuối nữa. Mày chăm chỉ. Chăm chỉ quá chú mới đấm cho. Nó đấm vô đâu à? Nó chửi nó. Đánh lại luôn. Đây này, máu đấy cả. Đánh luôn. Rồi. Xà. Món này hơi bị chất chơi đấy mọi người ạ. Chắc là nhanh chín nhỉ? Ok, thì nhanh lắm ấy. Chẳng thế, tạm nghĩ thế. Ngon nhỉ? Bây giờ phải cho thêm củi cơ. Không cần thêm, chưng này cho lên bên trên thì nó mới đều. Chưng này củi là đủ. Tí nữa hơi nóng nó sẽ chín hết. Hấp hơi. Tại vì ốc nhanh chín mà. Đấy, làm mâm ra đây để tí nữa ngồi ăn. Ấy da. Khả năng cao là chín rồi mà. Chín rồi. Mình nghĩ là sẽ chín nhanh thôi. Tại vì ốc nhồi nếu mà chín quá thì sẽ mất ngon. Anh được ăn bao giờ chưa? Tao ăn suốt. Về tao bắt suốt. Em chưa ăn bao giờ. Mày thì chỉ có ốc biêu. Vì chín quá nó sẽ bị đứt đầu. Thôi đấy. Mày nhảy, khi mày nhảy ra đi sang bên đây. Đó. Lá chuối đâu? Cầm sang đây. Đấy. Em vót quê. Vót quê đi. Mày nhảy ốc ấy. Tận mắt chứng kiến cái món của anh em mình. Đẳng cấp đến nhường nào. Ôi dù. Ủi nước ấy. Ủi nước ốc thì ngon lắm đấy nhưng mà. Đó. Nhưng mà nó hơi dính. Mùi lá chuối nhỉ? Thơm, cực thơm. Thơm ghê. Lá chuối nướng. Xa, anh cho cái đây luôn anh ơi. Đây. Xa, nhặt cái đây. Ngon đấy. Anh ơi sao không nói, không mở mồm. Mở mồm đấy thấy. Ừ, đây. Bỏ. Quên, không lấy cái gì hớt nó ra. À, tránh ra. Anh ném. Đây, ốc biêu vàng của mày đây này. Con này ốc chết. Chết cái gì mà chết. Con vàng này cho ốc biêu vàng. Anh nhiều phết đấy nhỉ. Thơm nhỉ, mùi xả với mùi lá chuối sướng nhỉ anh nhỉ. Xả với lá chuối nó sướng. Quện vào nhau. Cảm giác như là một món đặc sản gì đó của Nam Cao. Thịt chó vàng. Ném một cái nó rụng vỏ ra luôn. Đấy. Đây là phần còn lại. Đấy, hút kín nước. Em xin hút kín. Hút nước cho đỡ bị đau bụng. Đấy, rồi. Anh này chén luôn này. Đó. Anh, mình làm cả tăm chất này. Mời tất cả mọi người nhá. Đây, con này cho béo. Em ăn con vàng. Ui, vừa khéo chín tới. Rất là tuyệt vời mọi người ạ. Wow, thơm lắm. Nó không bị nhầy, bị như kiểu con... Mời tất cả mọi người nhé. Nó không bị nhầy như kiểu con ốc biêu vàng. Thịt nó to nhỉ. Ui, nước này. Ngon lắm. Không phải chấm đâu. Ngay ướp nó ngon. Nước nó ngọt lắm. Anh ơi, anh mà nhảy xong rồi đừng làm rớt nước nhé. Vẫn rớt nước. Mày biết tại sao? Ăn nướng. Rớt dãi. Nước dãi. Giòn lắm mọi người ạ. Giòn mà ngọt. Ui. Nước này. Ngon nhỉ. Nó ngon hơn ốc biêu vàng bao nhiêu ấy. Không, bỏ vào đây nhá, mình cứ vứt bỏ. Wow. Ốc biêu vàng không có cửa mọi người ạ. Nước này.
Ui giời. Ui, vừa khéo chín đến luôn, ngon, quá ngon luôn. Nước nó ngọt quá. Wow, ngon cực kỳ. Xong một cái bước cho cái nước mới ra, nước mới đít nó ấy. Dạ, ôi, nó uống luôn. Ngọt kinh điểm. Con này, ôi, con này to, con này to. Phải nói là quá tuyệt vời mọi người ạ. Ôi, cho nước gì, nước gì đấy. À. Lâu lắm rồi mình mới được thưởng thức món ốc nổi này. Từ khi cái ốc biêu vàng của bọn Trung Quốc nó về làng mình, ôi sụp rồi. Nó sao lại ở Trung tàn Quốc? Phá. Đấy. Có một giai thoại về ốc biêu vàng là hình như Việt Nam xin Trung Quốc mua giống để nuôi thảo cho tàn phá kinh điển. Từ ngày đấy là ốc nổi rất là ít ở đồng mình, bây giờ thỉnh thoảng mới có một ít ốc nhồi thôi. Như hôm nay anh em mình đi lùng ngon hết, giòn nhỉ. Em không ăn con ốc nhỏ đâu mà em ăn con ốc to nhỉ. Đấy, ốc biêu của mày đấy, đấy ăn thử xem. À, thì nhìn con ốc biêu ra cho mọi người xem đấy, nhìn nó khác hẳn luôn. Nó ngọt kinh điểm ấy. Đấy, thấy chưa? Con ốc biêu này. Bỏ đi đi. Ngọt lắm cái nước này. Ấy nhìn con to này. Ốc biêu nhớ lắm. Ốc biêu phải làm sạch thì mới ăn được. Thế đầu tiên em ăn con ngon. Ốc nhồi này đấy. Thì ngày mình lớn thì ốc biêu nó đã gần như tuyệt chủng. À, ốc nhồi nó gần như tuyệt chủng. So với ý, trứng này. Trứng. Đấy, trứng này. Đúng rồi. Trứng này tao ăn đầu cho mày ăn trứng nhá. Phải trứng ngon đấy. Ui cứt. Phía ốc á. Cứt nó. Phía ốc á, ngon. Ăn thấy chặn chặn ngay mà. Con này chưa mất vậy thì điều gì còn nhiều nước. Hơi vẫn hơi quá một tí nhỉ, hơi quá lửa một tí. Nếu mà để mà đủ lửa ấy, thì nó sẽ không bị đứt như thế này nữa. Mà chỉ ăn thế này là ngon rồi. Rồi đang cháu là cứt. Đằng sau cái nó là cứt ốc đó. Viện. Nó không hề không có một tí nước nào nhưng mà ốc biêu vàng. Con này em lôi được ra luôn này. Đấy. Nó bỏ viện đi. Con này bị bụt đít. Chắc là con nào thật béo. Đây, con này béo nhất này. Ngon quá. Ui, ui rồi. Béo nhau chết toay chồng. Ôi trời trời. Anh nhìn cái con này của em mới ngon nè. Đó, giao lưu, trao đổi. Không, chấm và nếu mà gỡ được ra, nếu mà đúng lửa là gỡ được ra như thế này. Đấy, cắt vào phần đít đi. Đấy, đây là phần kia này. Đấy, ngon nè. Wow. À, chấm kìa. Con này nhìn mập này, con này mập này. Chỉ nữa em để đi bắt một ít để măng. Mang về tối ăn. Có cái ẻ nữa mà bắt như tình mình thì khó đấy. Khả năng trên khu trên kia. Anh góc kia không khó à. Trên khu trăm ao sen ở trên kia thì khả năng sẽ có rất là cao. Ở khu cạnh suối này, ngày trước đánh cá rô đồng với kia thì mình thấy có mấy con hôm nay thì khá là nhiều. Còn mấy trên cầu. Con là hầu hết không có nữa. Ngoài suối toàn ốc biêu vàng, cái loại trứng đỏ ấy. Ngon quá. Ngon nhỉ. Cái này. Wow, sắp mưa rồi. Tí nữa anh em mình lại được tắm mưa. Ôi trời ơi, nhưng mà mùa này tắm mưa lạnh lắm. Mà lắm. Lạnh nhỉ. Hey, cực kỳ mát mọi người ạ. Mọi người đã cảm giác được độ mát của anh em mình truyền qua tín hiệu màn hình chưa? Ôi, tất nhiên gió mạnh rồi. Sắp bão giữa mùa đông rồi. Từ mưa để mai em đi câu.
Mưa đi. Không cần mưa. Mưa đi, mưa đi. Chúng tôi cần mưa. Chúng tôi không cần mưa. Mai em cần cầu đi. Mọi người thấy gió to chưa? Ui, bắt đầu lạnh lạnh rồi đấy. Kiểu như bây giờ mà ngồi giữa một sông là phải thưởng thức ly trà với lại ăn ốc nhồi cực kỳ ngon. Đấy. Ôi, mà uống coca cơ. Ui, trên núi là mưa đắng thế nào. Tắp mưa đến đây rồi. Chuẩn bị chạy mưa, à chuẩn bị tắm mưa. Không phải chạy. Mưa ngon thế nhỉ. Đã rồi à, chơi đánh tránh mới ăn. Thế nên là nói xong sẽ lại làm con đỏ. Ui, trời chăm chỉ luôn nhỉ. À, chờ con 2 phút rồi con ăn xong rồi.